Chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tới cái module thứ 8, đó chính là cái thực hành viết cái mô tả chuẩn Logicate ở trên Lazada nha. Thì đầu tiên thì các bạn vào cái trang là quản lý sản phẩm. Thì ở trang này thì mình giới thiệu sơ qua là nó sẽ có tất cả các sản phẩm mà shop của mình đã từng đăng lên. Ví dụ như là cái mục tất cả nè, bao gồm tất cả các cái còn lại. Nó bao gồm có thể mua nè, thiếu ảnh nè, chất lượng kém nè. Rồi mình sẽ chia sẻ một xíu về những cái ô này nha. Ví dụ có thể mua, tức là sản phẩm này đã đăng lên thành công và khách hàng có thể mua cái sản phẩm này. Còn cái thiếu ảnh á, có nghĩa là bạn đang bị thiếu ảnh thì mình hiểu nôm na là gì đi. Còn chất lượng kém á, tức là cái điểm nội dung hoặc là Lazada đánh giá cái chất lượng của cái sản phẩm của bạn không ok thì nó sẽ liệt vào cái danh sách này. Rồi ở đây là cái SKU mà hết hàng thì nó sẽ liệt kê ở đây. Còn những SKU nào tắt á, thì nó sẽ hiển thị ở đây nè. Nó có sẽ có là sản phẩm chưa kích hoạt nè. Rồi chờ duyệt chất lượng vân vân. Rồi những sản phẩm nào bị vi phạm chính sách á, thì nó nằm ở đây. Rồi ở tiếp theo á, là cái mục là thêm sản phẩm nè, thì mình sẽ thêm sản phẩm. Còn cái mục thư viện hình ảnh á, có nghĩa là có hai cách nha. Ví dụ như cách đầu tiên bạn có thể up hình lên trên trên trong cái thư viện này, sau đó mình chỉ chọn những cái hình trong này thôi, tức là ví dụ như bạn đã có sẵn hình ảnh hết tất cả mọi thứ rồi. Ví dụ như bạn đặt là thư mục 1 là sản phẩm A, thư mục 2 là sản phẩm B, thư mục 3 sản phẩm C vân vân, và bạn up tất cả các thư mục lên trên này thì sau này mình chọn thì rất là dễ. Đó là một cái cách mà mình làm nhanh hơn. Rồi ở đây thì cái phần mà quản lý hình ảnh này á, là nó sẽ show ra những cái sản phẩm mà bị thiếu hình, chỉnh hình, mình có thể chỉnh trước chỉnh sau gì đó, nó sẽ tự động nó cập nhật trong sản phẩm luôn, nó rất là tiện, mình không cần phải vô từng cái sản phẩm để mình chỉnh nữa. Rồi ở hai cái phần này thì bạn có thể là không cần quan tâm lắm, hiện tại là không cần quan tâm, mình cứ làm tốt bốn cái mục trên này và mình hiểu nó, mình hiểu nguyên lý của nó rồi mình làm thôi. Rồi bây giờ cái phần chính đó, đó chính là cái phần thêm sản phẩm này, click vào. Thì ở đây á, mình tên sản phẩm á, thì mình cũng đã có một video hướng dẫn cách đặt tên sản phẩm rồi, mình có thể mở lại mình xem hoặc là như thế nào đó. Rồi bây giờ mình sẽ đăng thử một sản phẩm nè, áo bô lô nam dày dặn vải cô tông nhập khẩu màu đen đủ size đó. Rồi thì bây giờ nó sẽ có những cái ví dụ như à, chỗ này mình thiếu thương hiệu rồi, à cái thương hiệu của mình là After All thì mình ghi là IF, hay là bạn có thể khúc này nè, bạn thêm cái thương hiệu của bạn vô, ví dụ như A B C gì đó, bạn thêm thương hiệu của mình vô là ok. Tạm thời mình bỏ khúc này đi nha, mình demo thôi. Rồi ở đây nó sẽ hiển thị ra một vài cái thư mục mà nó sẽ gợi ý, nếu mà bạn không thích đó, thì bạn có thể sổ này xuống này, bấm chữ lịch sử nè, à bấm ở đây nè, bạn bấm như này, bấm vô cái ô trắng trắng ở đây nè thì nó sẽ sổ ra cái này. Và ví dụ bạn chọn, bạn kiếm cái áo áo nam bạn chọn thôi, đâu rồi ta, đây nè, giày dép quần áo nam nè, mình chọn nè, rồi mình chọn quần áo nam nè. Rồi tiếp theo là này là áo gì, này là áo đúng không, là áo polo đúng không, vậy thì mình chọn có thể là mình chọn có thể là áo thun có cổ nam nè, hoặc là áo thun áo không tay nè, nó là sổ ra tiếp là áo thun nam nè, áo thun ba lỗ nam nè. Rồi ở đây mình có thể là chọn áo thun có cổ nam, rồi bạn bấm chỉ xác nhận thì nó lại sổ ra một cái nhà thòng lòn luôn. Rồi ở đây á, là mình có thể chọn thương hiệu là mình không chọn thương hiệu gì đó, nếu mà bạn có thương hiệu thì bạn chọn vô, ví dụ như này ở đây không có thì mình chọn là không có thương hiệu chỗ đây nè. Còn bạn bán hàng hiệu nào đó mà bạn có giấy tờ thì bạn cứ chọn tự nhiên. Rồi ở đây cái mục là Logicate nè, tại sao là chuẩn Logicate này, bạn có nói là chuẩn Logicate ấy, thì ở khúc này nó là gọi là chuẩn SEO ấy. Rồi ở đây mình sẽ thêm trước cái đặc điểm nổi bật này, đặc điểm nổi bật nha. Như mấy video trước thì mình có nói là cứ mỗi đặc điểm ấy thì mình sẽ xuống một dòng. Rồi ví dụ như là thương hiệu a gì đó, app đây mình ghi là tắt là app đây, nó gọi là after all nó, nhưng mà mình ghi tắt là app đây, hàng đầu về thời trang nam
vải cô tông thấm hút mồ hôi tốt. Rồi gì nữa là mặc thoải mái, đi chơi, đi học, đi làm, đi gặp đối tác đều được. Mình ghi dân giả luôn. Rồi tiếp theo bạn có thêm cái những cái ý khác thì bạn ghi thêm, nhưng mà tối thiểu là 3 nha. Tối thiểu là 3 dòng. Rồi ở đây sẽ có những cái phần chi tiết nè, là bảo hành nè. Ví dụ như mình bảo hành hàng của mình có bảo hành hay không. Ví dụ những cái đồ điện tử thì bảo hành 1 năm hay là điện thoại bảo hành 2 năm. Thì bạn cứ ghi chú vô, bạn cứ chọn hết cái này. Ví dụ như là mình chọn là bảo hành điện tử đi, hoặc là thường là mình sẽ cho là bảo hành bằng hóa đơn mua hàng. Rồi ở đây thời gian bảo hành là gì? Ví dụ như mình chọn là 1 năm 12 tháng. Rồi chất liệu nguy hiểm thì mình chọn là không nha, non nha. Rồi chính sách bảo hành là gì? 1 đổi 1 nếu lỗi, 1 đổi 1 trong 1 tháng này. Nè, đó. Rồi vân vân, bạn có chính sách bảo hành gì đó bạn cứ ghi vô đây. Rồi bộ sản phẩm đầy đủ có nghĩa là gì? Tức là trong cái thùng hàng, trong cái hộp sản phẩm hay là trong cái bịch bóng sản phẩm mà bạn gửi tới cho khách á, thì nó bao gồm cái gì? Ví dụ như là một áo polo nam cộng một ví dụ quà hay là cộng cái gì gì đó, quà tặng hay gì đó, bạn ghi rõ cho khách hàng người ta thấy, người ta biết. Rồi ở đây khối lượng của hàng là bao nhiêu? Mình để là 0.2 đi. Rồi kích thước là gì? 20, 15, 5. Rồi ở đây mình bấm chữ hơn nè. Rồi nó sẽ có một là tên tiếng Anh, mô tả tiếng Anh này. Cái mục mà mình giới thiệu sơ thôi, chứ mục này mình không cần thiết lắm. Mình bấm chữ thu gọn lại. Ở đây nè, bạn chú ý nha, khối lượng gói hàng là kg nha. Nè, vui lòng đảm bảo nhập đúng khối lượng đóng gói, tức là kg, và kích thước đóng gói là cm, để tránh sai bằng chỉ. Nhiều bạn không biết cứ nhập là 2kg. Nào bây giờ mình nhập 0.2 nha. Rồi bấm chữ xem phí vận chuyển nè. Nè, nó 29.700 nè, hay là Hà Nội là 30.800 nè. Bây giờ ông nào nhập lộn 2 đi. Chị đóng này, nhập 2 này. Vậy là phải lót trang lại thì nó mới xuất hiện ở đây. Nhưng mà bạn nhớ nha, chỗ này là chú ý khúc này nha. Là đôi khi là mình quên hay là mình thiếu chấm gì đó thì sẽ không có một đơn hàng luôn. Tại vì sao? Tại vì tiền ship lên tới mấy trăm ngàn, hoặc là nó mắc, rất là mắc. Ví dụ như ai mà nhập lộn 20kg hay 200kg nè, nó lên cái số rất là nhiều nè. Ví dụ như Express là 82.500, rồi Hồ Chí Minh thôi mà 88.000 đến 333.000, thì bạn nhớ chú ý mặt cái chỗ này nha. 0.2 với 20 thì nó dễ lộn lắm, nên là mình nhớ chú ý chỗ này. Rồi thuộc tính chính nè. Mình nhắc sơ chỗ này nữa là những cái nào mà có chữ dấu sao màu đỏ này thì mình mới nhập thôi. Còn những cái mà không có dấu sao thì mình có thể không nhập. Nhưng mà mình khuyến khích là nên nhập. Tại vì là trên Lazada nó có rất nhiều cái gọi là cái thuộc tính khác nhau. Và những cái thường khách hàng người ta sẽ chọn cái chất liệu vải hay là kiểu cổ áo như thế nào, hoặc là mẫu chi tiết như thế nào. Nói chung là khách người ta đôi khi người ta mua hàng người ta chọn rất kỹ những cái này, nên là mình nên làm kỹ chỗ này luôn. Nó là hơi lâu một tí thôi, nhưng mà mình nên làm kỹ. Rồi chỗ này là gì? Ví dụ như là của polo nè, chất liệu vải là gì? Cô tông nè, phải cô tông nè. Bạn thấy cái chồng điểm này nó lên, nó cứ lên theo từng nấc thấy không? 100 điểm là đẹp, cứ làm sao được 100 điểm. Ok, thì video mình sẽ hướng dẫn bằng cách 100 điểm. Rồi mẫu chi tiết nè, ví dụ như là trơn. Rồi phân loại thời trang là gì? Hàn Quốc chẳng hạn. Rồi tay áo là gì? Tay 3/4 đi, hay là short đi, tức là tay ngắn ấy. Rồi cái này là fist tie là gì ta? Kiểu như là bình thường đi, cứ để bình thường. Điều kiện là gì? Nhiều kiện. Cái này không cần. Dòng sản phẩm là gì? Áo thể thao. Rồi năm sản xuất là bao nhiêu? Năm 2019. Rồi fashion, cái này chọn mùa hè nha. Thường thường là chỗ này nè, làm thường là những cái mình coi thử cái sản phẩm mình là bán chạy mùa nào mình chọn mùa đó, cứ vậy thôi, chọn mùa xuân luôn. Rồi bấm thu gọn lại cho nó bớt rối. Rồi chỗ này thì nó sẽ có là
nhóm màu nè, màu đen nè, đó, màu đen bạn chọn nha, mình ghi lại nè, màu bạn gõ bình thường, cứ gõ bình thường rồi nó ra chữ màu đen, nhấp vô là nó sẽ sổ ra cái này tiếp. Rồi biệt sẽ có hai cái media center, tức là cái chỗ mà nãy mình giới thiệu bạn, cái chỗ mà thư viện ảnh nè, nếu mà bạn chọn trước rồi bạn up lên trước thì nó sẽ có hết tất cả trong này, mình chỉ chọn lại thôi. Này nó có hiển thị là 330 trên tới 5.000 nhân 5.000, thì đây là cái kích thước mà Lazada đặt khuyên dùng, thì mình khuyên là nên dùng khoảng nghìn mấy 2.000 thôi là đẹp, đôi khi lên 5.000 nó nặng quá, nặng cái file hình nó lâu và nó load lâu, ví dụ gặp ông nào ở quê mà mạng 3G 2G hay là wifi nó yếu nó load lâu lắm, nên là nên cứ chọn nghìn mấy 2.000 thôi. Rồi chỗ này chỉ đăng tải, tức là mình đăng tải từ máy tính nha, mình bấm vô thì nó sẽ hiển thị trên máy tính ra rất là nhiều đây nè, rồi mình sổ mình chọn thôi. Hoặc là cái thứ ba là mình qua trực tiếp cái file hình luôn, mình kéo chọn hết. À cái chỗ hình đó thì bạn nhớ là tối ưu hình vuông nha, hình vuông một ví dụ 1.000 2.000 hay là 1.200 1.800 1.080 nha 1.080 gì đó. Rồi mình chọn hình đại diện, ví dụ hình này đi, thì chỗ này mình chưa có làm cái thương hiệu, ví dụ như bạn chỗ này bạn để một cái thương hiệu của bạn nè, ví dụ để một cái thương hiệu, một cái logo, một cái thương hiệu gì đó của bạn ở đây, ví dụ như cái thương hiệu mình để ở đây nè, đó một cái logo, một cái thương hiệu của nhãn hàng mình để ở đây nè, rồi cái gì nữa, rồi một cái icon free ship ở dưới đây nè, đó rồi cái gì nữa, thường á là một bên này nữa nè, một bên này nữa là mình ví dụ mình để là hàng mới về new 100% hay là hot hay là gì đó, rồi mình đóng cái khung màu vàng màu đỏ như những video trước bên Shopee mà mình có hướng dẫn đóng khung này nọ cái kiểu á, thì bạn nên làm cái kiểu đó thì nó sẽ đẹp tấm hình của mình hơn. Rồi ở đây mình tối ưu xong hết rồi, mình đặt tên cho sản phẩm nha, ví dụ áo polo nam thời trang, rồi mình đặt chặt ngang mình đấm cái số vô nữa cho mình phân biệt, dễ phân biệt và nó cũng dễ phân biệt hơn, trên sàn cũng dễ phân biệt hơn và dễ khó lộn hơn kiểu vậy, và nó chuẩn SEO nữa. Rồi mình kéo hết cái đống này, chọn hết tất cả, kéo qua thả vô, thả nó vô nè là nó tự động nó load lên trên. Rồi trong lúc chờ nó load thì mình chọn luôn cái kích thước nè, những cái kích thước nè, thường Việt Nam mình chọn là in nè, xong mình chọn size, ví dụ như là ở cái màu đen mình có là size gì, size S nè, rồi size M nè, size L nè, rồi size gì nữa, XL nè, 4 size chính thôi. Rồi cái chỗ tạo bảng này thì nếu mà mình mà không chọn cái này thì bắt buộc phải tạo cái bảng này, thì thôi cứ chọn cái này đi, tại vì cái này là cái dấu sao này bắt buộc phải có, thì làm cái bảng nữa thì cũng được, không thì cũng không sao. Rồi ở đây giá, nhập vào giá vô, giá thì mình cũng những video trước mình có nói về chiến lược giá rồi thì bạn nhớ để ý nha. Còn cái số lượng nè thì bạn cứ theo kinh nghiệm mình nha, cứ hack số lượng lên, bạn đừng bao giờ để đúng cái số lượng trong kho của mình, tại vì làm nếu mà để đúng số lượng trong kho thì Lazada đánh giá kho bạn nhỏ, không ưu tiên bằng những cái thằng mà có kho lớn, ví dụ như những xưởng nó ưu tiên những cái người nào bán mà có kho hàng mà 50.000 cái một SKU thì nói chung rất là đã, bán hòa không hết. Thì đó cứ để lên, ví dụ bạn nhập về 100 cái đúng không, bạn để lên mình cho mình 1.000 người 10.000 gì đó đi. Rồi bây giờ giá đặc biệt có nghĩa là sao, tức là 400 này bây giờ là giá gốc nha, giá mình niêm yết đó, bây giờ mình muốn bán nhiều, ví dụ mình bán là 259.000, rồi ngày bắt đầu là nhiêu, ngày bắt đầu thường mình chọn ngày hôm nay và để sao tiết mù lên ngày tháng 12 năm 2026 đó, cứ để như vậy cho mình cho nó xa xa ra, chứ ví dụ bạn chọn ngày nay một tháng mất công là chỉnh lại giống bên bên sen đỏ thì rất là lâu. Rồi sale là SKU có nghĩa gì, ví dụ như cái áo này bạn đặt cái SKU của bạn ở trong cái file Excel để bạn quản lý là mẫu là AB1 đi, AB001 đi, kiểu bạn nha, AB001 nha. Rồi cái này quy định từng shop thôi chứ không có cái quy luật gì ở đây cả, tự mỗi shop thì sẽ có một cái cách đặt tên khác nhau. Rồi bây giờ sẽ có cách nào mà nhanh hơn cái đống này không, ví dụ nhập lại từng cái thì rất là lâu và nó sẽ không có tiện, không có nhanh. Thì chỗ này nè, nó có một cái chữ là sao chép phần đầu cho các phần còn lại, bạn bấm vô nha, đó nó sẽ sao chép hết toàn bộ giá nè,
rồi chỗ cái SLXKG nó sẽ tự động nó giữ lại cái biến thể cái mã của mình và cái màu đen nó giữ lại, và nó chỉ đổi cái size thôi, nó lấy tức là lấy từ cái thứ nó lấy qua theo công thức là vậy. Rồi số lượng giá đặc biệt tất cả đều có hết bên này. Ok, rồi bây giờ nó lên 84 điểm nè. Bây giờ nó sẽ còn cái gì nè? Thêm lớn hơn 10 từ vào mô tả sản phẩm nè. Thêm một hình vào mô tả sản phẩm nè. Nó có nghĩa là sao? Là cái phần mà mình nói cuối cùng nè. Bạn cứ làm theo các bước nãy giờ mình hướng dẫn á, thì nó sẽ ok hơn. Chứ mới vô mình làm Logicat á, là nản lắm. Tại vì đăng Lazada nó không cái dễ. Rồi bây giờ bạn bấm cái chữ tạo mới này nha. Tạo mới này nha. Còn những bên này là áp dụng những cái mẫu thiết kế có sẵn. Bạn có thể bạn áp dụng, bạn tìm hiểu thêm. Bây giờ bạn có thể là tạo mới nha. Tạo mới thì ở đây có cái gì nè? Mình sẽ giới thiệu sơ nha. Ở đây á, là nó có chữ xóa tất cả nè. Ví dụ bạn bạn làm xong một hồi, một tiếng đồng hồ, thôi thấy xấu quá, bấm chữ xóa tất cả là xóa hết nha. Còn chữ ở đây có nghĩa là gì? Thì mình có thể thêm là like hay gì đó, đó nó sẽ xuất hiện ở đây. Hình ảnh thì bạn có thể thêm những cái kiểu như những cái hình ảnh kiểu này. Đó, nó sẽ thêm rồi vậy. Hầu như là có sẵn hết tất cả rồi. Size nè, ví dụ thêm size vô sẽ có size luôn. Rồi mẫu ở đây là gì? Tức là những cái mẫu mà nó đã làm sẵn rồi, mình chỉ bê về và mình chỉnh sửa thành của mình thôi. Ví dụ như cái mẫu này đi, áp dụng. Đó, nó sẽ có anh bì nè, rồi những thông tin về áo quần nè, size, màu sắc nè, ảnh chi tiết nè. Đó thì nó sẽ có đầy đủ, rất là đầy đủ, rất là chi tiết, rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ sao? Bây giờ một á, sẽ có hai hướng. Một á, là mình sẽ thiết kế, tự mình thiết kế một cái từ đầu luôn. Hai là mình sẽ sử dụng của nó. Sử dụng của nó thì nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ sao? Mình sẽ thiết kế từ đầu và xóa tất cả này. Mình sẽ mắc hết tất cả và bây giờ mình sẽ thêm nha. Bây giờ như những video trước mình đã chia sẻ về cái sale á, và cái cách mà mô tả sản phẩm mà thu hút được người mua và tăng cái tỷ lệ mua hàng lên. Có nghĩa là khi mà khách người ta đọc xong á là người ta muốn xuống tiền ngay, người ta mua ngay, chứ không thể nào để qua ngày mai hoặc ngày hôm kia hoặc là lưu lại đó để từ từ mua, thì nó sẽ mất cái điểm của mình đi. Thứ nhất là mất doanh thu, thứ hai là mất cái điểm của mình trong cái mắt của cái sàn Lazada. Tức là trong như đợt cái chỉ số mà conversion á mình có nói á, thì 100 khách vô mà có một lượt mua thì tỷ lệ mua hàng là 1%. Nó quá thấp, nó quá thấp đi. Nó thấp như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái shop của mình rất là nhiều, ảnh hưởng tới cái sản phẩm của mình rất là nhiều, và thậm chí là ảnh hưởng tới doanh thu rất là nhiều luôn. Nên là mình phải làm chuẩn chỉnh ngay từ những cái mà nhỏ nhất, từ những cái như là chính tả, và cái từ chuẩn chỉnh đúng đủ đều là mấy cái từ mà mình hay nói ở những cái sàn, ở những cái video trước như về Shopee hoặc là về cái sàn sale đỏ ấy. Thì nói chung là đã làm á thì phải làm chuyên nghiệp, không làm thì thôi, phải làm chuyên nghiệp, phải làm tới bờ tới bến luôn. Rồi ở đây thì mình có demo mẫu một cái nội dung nè. Thì đây chỉ là demo mẫu thôi nha. Rồi những cái sản phẩm của bạn bán thì bạn phải tìm hiểu kỹ và bạn viết content cho nó ok, và nhớ check thử là trên mạng thử có ai trùng với cái content của mình hay không nha. Thì đầu tiên bạn bấm chữ chữ nè, thì nó sẽ xuất hiện ra cái này. Và ở đây nó sẽ có một cái headline đây. Rồi mình đặt tên của cái sản phẩm mình lên trên đầu tiên, tức là cái tên của sản phẩm ấy. Rồi ở đây là nó sẽ có một cái cấu trúc là gì nè. Tại vì bây giờ khách hàng người ta rất là làm biếng đọc cái nội dung. Người ta chỉ lướt lướt ảnh và người ta rất sợ một điều. Đó chính là hàng không giống như hình, hàng không giống như quảng shop quảng cáo, hay là hàng lỗi, hay là hàng treo đầu dê bán thịt chó. Bán 400 nhưng mà gửi kiểu như là gửi hàng 150 ngàn, gửi dễ lâu á, từ khách hàng người ta hay nói tếu là kiểu như vậy. Nên là mình phải nắm bắt được cái tâm lý của khách hàng và mình rào trước với người ta nha. Và mình phải rào trước đối với người ta nha. Đây là một cái kỹ thuật bán hàng ở bên mình hay bán ở trên Facebook là bên landing page thôi. Thì mình áp dụng từ bên đó qua bên đây luôn. Tại vì mình có test thử thì nếu mà mình không tạo được lòng tin từ shop ấy thì khách nó vô, thậm chí là vô xong ra thôi nó cũng không thèm mua. Nhưng mà nó đã ưng rồi nhưng mà nó kiểu như là còn sợ, hay là nó shop mới thì không biết là shop này sẽ như thế nào, thì nó sẽ nghi ngờ rất là nhiều thứ. Nên là mình phải rào những cái niềm tin đó và mình phải chứng minh được cái điều đó cho khách hàng thấy bằng những việc như là seeding hay là
những câu mà cam kết, những cái câu mà thể hiện cái sự chắc nịch kiểu vậy. Rồi ở đây thì mình có dòng đầu tiên là cái lòng tin từ shop nè. Cái chỗ này bạn có thể để là cam kết từ shop hay lòng tin từ shop hay là vân vân một vài từ khác mà bạn có thể nghĩ ra. Ở đây mình có thể là nhận hàng trước nè, trả tiền sau, tức là COD nè, bảo hành cho khách luôn 12 tháng, đổ trả trong vòng 30 ngày, về mặt mà không thích thì cứ đổ lại cho shop. Rồi nếu nhận hàng mà không đúng như hình thì shop đổ trả miễn phí luôn. Và shop luôn tặng quà bất ngờ cho 19 khách hàng đầu tiên mua ngày hôm nay, mua mỗi ngày, tức là cứ 19 khách hàng đầu tiên thì mỗi ngày thì sẽ được quà từ shop, ví dụ như quà bao nhiêu tiền mình ghi thẳng luôn. 19 luôn bất trị giá 95k đi, hay là 100k đi, thường là mình ghi lẻ cho nó dễ tin hơn. Rồi ở đây á, là thực ra thì 20 30 ông nào cũng nhận được quà thôi, nhưng mà mình ghi gì vậy chị? Mình ghi như vậy để mình tăng cái tỷ lệ mua hàng lên, tức là mình không cho khách hàng thời gian nữa. Bây giờ khách hàng muốn giảm giá, bạn muốn mua giảm giá, bạn muốn mua mà có quà hay gì đó thì bạn mua ngay bây giờ để mua liền hôm nay đây, chứ không để vào ngày mai. Kiểu vậy thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ mà chốt đơn nhiều hơn, ví dụ 100 người vô chốt được 10% chẳng hạn vậy. Rồi ở đây thì mình có thể thêm tấm hình vô nè. Ở đây sẽ có từng cái nè, ví dụ mình sẽ checklist được từng cái chữ bên này luôn, nó giống như là mình đang check-in gì á. Rồi ở đây có rất nhiều thứ nè, ví dụ hình ảnh nè, giống như này đúng không, mình muốn chỉ thêm hình ảnh nè, nên là sẽ xuất hiện ở đây nè. Rồi bây giờ bạn bấm chữ tạo mới, ở đây bạn có thể bấm chữ tạo mới nè, rồi nó sẽ sổ ra một cái gọi là cái hình như vậy, rồi bạn chọn thôi, rồi nó sẽ ra như vậy, kiểu kiểu vậy. Rồi mình có thể mình xóa này đi nha, rồi mình chỉnh cái này. Rồi bạn có thể kéo to, kéo nhỏ, kéo kỳ cũng được hết, nó sẽ to như vậy này. Đó, cho như vừa với cái khung hình, nó chuẩn, nó đẹp, ok. Rồi ở đây mình thêm vô cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm, ví dụ như chất liệu cool mat nè. Rồi nói chung là những cái content mà mình tìm hiểu về sản phẩm sâu và mình tự viết. Rồi ở đây có hình ảnh chi tiết của áo nè, ví dụ như chi tiết áo màu đen nè, mình thì chỉnh to lên cho khách hàng dễ thấy. Đôi khi là khách người ta xem điện thoại cái kích thước nó nhỏ nên là phải chỉnh to gần như là tràn màn hình luôn, full màn hình luôn thì khách người ta mới xem xét cái áo được nó như thế nào. Rồi là mình cái hình của chất vải nè, đó mình cũng đẹp phóng to này luôn cho người ta tăng cái độ tin tưởng hơn. Nói chung hình càng nhiều thì càng tốt. Rồi ở đây nó dư một khoảng trống là giờ làm sao cho nó mất khoảng trống này. Ở đây nè có chữ chiều cao module nè, tức là bạn chọn nó trước nha, bạn chọn cái biến thể là này trước nha, bạn ấn vô cái khoảng trắng ở trên biến thể nè, bạn ấn, tại vì hiện tại nó đang mắc nè, bạn ấn nó vô thì nó sẽ hiện ra. Rồi bạn chọn cái kích thước này, mình không có cái chuẩn đâu, mình sẽ canh thôi. Ví dụ mình đồ cái khoảng này là khoảng khoảng 500 thì mình chọn là 2.500, mình sẽ chọn 2.500 thì đó nó sẽ mắc cái khúc này đi. Đó, nó sẽ mắc, nó còn một khúc thôi là chưa ok đúng không? Mình là chọn 2.400. Đó là vừa tầm luôn, nó hơi bé một tí thì mình chọn 2050. Đó thì là vừa tầm. Rồi khúc này thì mình chọn size cho khách hàng, ví dụ size XS nè, size gì đó thì mình có thể chọn vô trong này. Rồi bây giờ mình bảo quản như thế nào? Rồi mình chỉnh cỡ chữ đó nè, nó giống như y hệt như cái Word. Rồi mình cho màu đỏ, chữ màu đỏ cho nó nổi nè. Đó. Rồi ở đây thì nó nhỏ nè. Mình phải chọn biến thể đó nha. Mình chọn biến thể vô đây thì nó xuất hiện cái dòng này. Rồi mình chỉnh lại cái kích thước này, ví dụ 1.000 đi, cho to một xíu. Rồi ở đây mình bán chéo sản phẩm, mình giới thiệu sản phẩm của mình, giới thiệu với sản phẩm, thêm cái sản phẩm của mình tới cho những shop khác. Thì đây là một tấm hình demo mình chụp ở một cái shop khác trên Lazada thôi nha, chứ không phải của mình chỉ là demo cho bạn thôi. Rồi ở đây nó sẽ dư còn trống tiếp rồi mà chỉnh tiếp, ví dụ như là còn 800 thôi. Rồi ở đây vừa tầm luôn. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho khách hàng biết là mình cũng bán giày này,
bán túi xách, bán đầy đủ, ví dụ bán quần, bán áo, bán nón, bán nịt, bán ví, bán mọi thứ về đồ nam chẳng hạn vậy. Thì mình giới thiệu đây để cho khách hàng hình dung là cái shop của mình á bán những mặt hàng gì, tại vì đôi khi là người ta search nó chỉ ra một cái sản phẩm của mình thôi và người ta sẽ không biết là shop bán cái gì hết trơn á, nên là mình phải làm thêm một cái hình ảnh kiểu vậy nữa. Cái này bạn tự design nha, lên trên Canva design thôi cũng dễ. Rồi sau đó mình sẽ giới thiệu những sản phẩm cho khách hàng. Vậy là ok, sau khi mà mình cảm thấy nó ưng ý rồi đó thì bấm chữ blue trên này nè, góc trên này blue. Rồi ok. Thì nó blue, nó lên 100% thấy chưa? Nè. Mình nhìn nè, điền thuộc tính bắt buộc ok đầy đủ hết, điền mục thuộc tính chính đủ. Rồi nói chung là tất cả đều có tích màu xanh hết và đạt 100 trên 100 là ok. Rồi trên này mình quên quên nói nè, là cái đường dẫn video á. Mình có check rất là kỹ á, là cái tỷ lệ mà mua hàng mà có video là cực kỳ cao. Đôi khi nha, có những cái khách hàng mà người ta kỹ tính tới cái mức á, là sản phẩm là có video thì người ta mới mua hàng, nên là mình khuyên á, để gia tăng được cái đơn hàng mình khuyên bạn nên là có video. Xu hướng video là tất yếu rồi, nên là trong bán hàng á bắt buộc phải có video cho khách hàng. Rồi bạn chọn là bạn up cái video lên trên cái chỗ thư viện hình ảnh nè, bạn cũng up lên bình thường thôi. Rồi chỗ video bấm vô chữ Media Center đây. Rồi ví dụ mình chuẩn bị sẵn một video ở đây, mình bấm chữ gửi đi là xong, nó sẽ ra cái mã code này. Cái mã code nó sẽ truy tới cái thư video trong cái thư viện trên Lazada của mình là xong. Mình chọn về là xong thôi. Rồi sau khi mình check, mình kiểm nhất là kiểm tra là giá nè, kiểm tra là chính tả nè, kiểm tra là hình ảnh, hình nào đầu, hình nào giữa, hình nào cuối nè. Và những cái hình này mình sắp xếp phải có ý đồ nha. Ví dụ hình đầu là hình chỉ cái áo thôi, nếu mà mình để hình này hình đầu tiên á, thì người ta nhìn vô người ta không biết mình bán cái quần hay cái áo, nên mình để cái áo đầu tiên thì người ta biết mình bán cái áo. Ok, cái hình thứ hai là gì, phong cách đó, hình thứ ba là gì, hình tư là gì, hình thứ năm là gì, chi tiết mặt trước mặt sau mặt lưng đó. Mình để hình mình cũng phải có ý đồ, mình phải truyền tải được tới cho khách hàng biết là mình sắp xếp hình như vậy thì có ý đồ gì để cho khách hàng người ta hiểu hơn. Rồi ở đây thì có những cái mà đặc điểm nổi bật nè, mình có thêm ví dụ như là thiết kế lịch lãm sang trọng nè, màu sắc cá tính riêng biệt nè, code thanh toán khi nhận hàng nè, tức là giao hàng tới tận giường luôn ấy, rồi là chất liệu cao cấp, giao hàng nhanh tiết kiệm, kiểu kiểu vậy. Mình ghi những cái điểm tốt của shop và của sản phẩm vô đây. Rồi ok, bấm chữ xuất bản là xong, nó báo nè bạn đã tạo sản phẩm thành công. Rồi xong bạn bấm chữ thực hiện, hoặc thêm một sản phẩm mới thì thêm, còn không thì bấm chữ thực hiện. Và xong mình sẽ ra được một cái đây. Và đây nè, nó sẽ hiển thị nè 100 trên 100 nè. Rồi cái chỗ này nha, là những shop mới nào mà chưa xác minh thì nó sẽ để cái chữ là Seller is not verified, tức là shop này chưa xác minh về, ví dụ như chưa có điền những video trước mình hướng dẫn á, là chưa điền địa chỉ nè, chưa điền tài khoản ngân hàng nè, chưa điền chứng minh nhân dân nè, thì nó là chưa, shop nó chưa bán được nha. Mình phải điền hết tất cả các thông tin đó trước. Đây nè, mình sẽ điền hết tất cả các thông tin ở khúc này nè, nè quản lý địa chỉ, nhập thông tin gian hàng các kiểu thì nó mới xuất hiện cái sản phẩm lên. Còn hiện tại là sắp demo nên là mình sẽ không cái điền những thông tin đó. Rồi ok, vậy thì cái video này mình nghĩ là đã đầy đủ rồi. Thì mình hẹn gặp bạn ở video tiếp theo nha. Rồi xin chào bạn.